đời sông núi, anh em ta đắp đời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn ta phải chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình 1.503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn ta phải chết cho quê hương. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 8 năm 2017, và là buổi phát thanh lần thứ 2289 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Cứ 100.000 dân thì có khoảng 200 người mắc sốt xuất huyết. Bộ Tài chính đề nghị tăng thuế giá trị gia tăng. Hàng loạt người mẫu diễn viên bán dâm với giá ngàn đô tại Sài Gòn. Việt Nam đề nghị Đức đối thoại về vụ Trịnh Xuân Thanh. Bình Nhưỡng tiếp tục cảnh báo thảm họa cho Mỹ và Nam Hàn. Tướng Mỹ cảnh báo hậu quả khủng khiếp nếu Mỹ tấn công Triều Tiên. Nhật Bản kỷ niệm 72 năm ngày đầu hàng quân đồng minh. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Minh Nguyệt và Hương Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Thế giới tuần qua, tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đúc kết một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Hải Nguyên phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với ông Trần Quốc Bảo, tiếp tục phần cuối của chủ đề đối thoại với Cộng sản. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ lần thứ 8 của nhóm cựu quân nhân tại Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2017. Đồng thời để vinh danh mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Minh Nguyệt và Hướng Dương trình bày sau đây. Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội vừa đưa ra một thống kê cho biết số trường hợp mắc chứng sốt xuất huyết từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 16 tháng 8 là 17.365 trường hợp. Hà Nội có số bệnh nhân thuộc hàng thứ hai trong cả nước sau Sài Gòn. Riêng trong tuần qua, đã có 3.440 người bị nhiễm bệnh này. Như vậy là cứ 100.000 dân thì có khoảng 200 người mắc sốt xuất huyết. Phản ứng của Bộ Y tế là cho phun thuốc diệt muỗi từng nhà, các chợ, trường học, láng trại, diệt lăng quăng, bọ gậy, vân vân. Trong những ngày qua, để giải quyết ngân sách nhà nước bị thiếu hụt trầm trọng, Bộ Tài chính đề nghị kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 cần phải tăng thuế VAT, tức thuế giá trị gia tăng. Các mặt hàng đang chịu thuế 5% sẽ lên thành 6%, 10% sẽ lên thành 12%. Lý giải về mức tăng này, Bộ Tài chính nhận định mức thuế 10% hiện nay là tương đối thấp so với các quốc gia khác. Nhưng bộ này không hề nghĩ tới mức thu nhập của dân chúng Việt Nam là rất thấp so với dân chúng các quốc gia khác. Do đó, nếu so sánh như thế, thì mức thuế 10% hiện nay đã là quá cao đối với mức thu nhập của dân chúng rồi. Việc gia tăng mức thuế này sẽ khiến dân nghèo đã khốn khổ lại khốn khổ thêm. Trong khi tại các quốc gia dân chủ, những mặt hàng cần thiết cho đời sống như thực phẩm, thuốc men thông dụng không bị đánh thuế và người thu nhập thấp được hệ thống an sinh xã hội nâng đỡ rất nhiều. Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, khoảng 11:30 tối ngày 15 tháng 8 vừa qua, Công an Sài Gòn bất ngờ ập vào khách sạn Minh Tâm, phường 10, quận 10 và khách sạn Hoàng Hải Lâm, phường Bến Thành, quận Nhất, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Đây là đường dây mại dâm do ba mụ tú bà tại quận 3 và quận 6 tổ chức. Giá bán dâm tại khách sạn Minh Tâm là 15 triệu đồng, tức 700 Mỹ Kim. Còn tại khách sạn Hoàng Hải Lâm là 20-30 triệu đồng, tức khoảng 1.000-1.400 Mỹ Kim. Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội có bản phúc trình cho biết, tại Sài Gòn đã xuất hiện một số đường dây gái gọi hạng sang, gồm một số diễn viên, người mẫu tham gia bán dâm với giá hàng ngàn đô la. Một nguồn tin đáng tin cậy từ Bộ Ngoại giao Đức cho biết, Việt Nam đã đề nghị với chính phủ Đức để hai quốc gia đối thoại về vấn đề Trịnh Xuân Thanh. Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố, Hà Nội vẫn mong muốn duy trì, phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức. Luật sư của Trịnh Xuân Thanh tại Đức cho biết, chính phủ Đức đang chờ Việt Nam đưa ông Thanh trở lại Đức. Nhưng cho tới nay, Việt Nam vẫn chưa có hồi đáp. Theo kế hoạch,
bắt đầu từ ngày 21 tháng 8 tới, Nam Hàn và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung mang tên Người Bảo vệ Tự do Okji, với hàng chục ngàn binh sĩ của hai nước tham gia. Cả hai nước đều xác định cuộc tập trận này chỉ mang tính phòng vệ trước những đe dọa của Bắc Hàn. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford cho biết, chừng nào mối đe dọa của Bắc Hàn còn tồn tại, thì Mỹ và Nam Hàn phải duy trì khả năng chống lại mối đe dọa đó. Tuy nhiên, Bắc Hàn vẫn lên án cho rằng đây là cuộc tổng duyệt chuẩn bị chiến tranh hạt nhân chống Triều Tiên. Trung Quốc từng đề nghị Mỹ và Nam Hàn hãy ngừng các cuộc tập trận này để đổi lại việc Triều Tiên ngừng các chương trình phát triển hỏa tiễn và hạt nhân. Tuy nhiên, cả Washington và Seoul đều bác bỏ do không tin được thiện chí của Bắc Hàn. Vì tháng vừa qua, Bắc Hàn đã phóng thử hai hỏa tiễn liên lục địa, khiến cả thế giới phải lo ngại. Ngày 17 tháng 8, khi nói chuyện với giới báo chí ở Bắc Kinh, ông Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, Tổng thống Trump đã yêu cầu các vị chỉ huy quân đội vạch ra các hướng lựa chọn quân sự khả thi. Vị tướng này nhận định rằng, giải pháp quân sự cho mối đe dọa Triều Tiên sẽ mang lại hậu quả rất khủng khiếp, không thể tưởng tượng được. Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả bằng lửa và sự cuồng nộ mà thế giới này chưa từng thấy đối với bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào Mỹ. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn tối 16 tháng 8, nhà chiến lược Steve Bannon tiết lộ rằng không thể có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên nếu không tìm được giải pháp để giúp 10 triệu dân ở thủ đô Seoul của Nam Hàn được an toàn trong 30 phút đầu cuộc tấn công. Ngày 15 tháng 8, nhiều người Nhật đến thăm đền thờ Yasukuni, được thành lập từ năm 1869 ở Tokyo, để tưởng niệm 72 năm ngày Đại chiến Thế giới thứ hai kết thúc ở châu Á, sau khi Nhật đầu hàng quân đồng minh trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 1945. Kính thưa quý thính giả, liên tục chương trình là chuyên mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Ông cũng là phó chủ tịch đảng Tân Đài Việt và đã từng giữ nhiệm vụ trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Hải Sơn thì kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Theo dõi một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần, chúng tôi ghi nhận một trong những sự kiện nổi bật là việc chiếc xe van lao vào đám đông ở trung tâm thành phố Barcelona của Tây Ban Nha cách đây hai hôm, 17 tháng 8. Đến nay đã có ít nhất 14 người chết và hơn 100 người bị thương. Ông có nhận xét gì về cuộc tấn công khủng bố này thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, khủng bố xảy ra ở Barcelona, Tây Ban Nha, bởi vì nơi đây là nơi gặp gỡ của các phần tử cực đoan, và nơi đây là cũng là nơi mà những nhóm khủng bố làm căn cứ để tuyển mộ và hoạt động. Có 3 điểm nổi bật của khủng bố trong thời gian vừa qua. Thứ nhất là họ bắt đầu dùng xe làm cái vũ khí để mà tấn công thường dân, chứ không như trước đây là họ dùng máy bay hay là súng đạn. Cái điểm thứ hai là khủng bố không có biên cương, bởi vì nó có thể xảy ra bất cứ nước nào và bất cứ nơi nào ở trong nước. Thứ ba là cái sự bế tắc trong việc ngăn chặn khủng bố của những quốc gia, bởi vì ngày nay cái trong thời đại thông tin thì cái sự truyền thông nó quá nhanh, nó quá mạnh, nó quá dễ và vận chuyển nó quá tối tân, trong khi khủng bố là một cái hệ tư tưởng, nó có sức quyến rũ của tử khí và nó có thể tuyển mộ những cái thành viên khủng bố ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Do đó mà chúng ta thấy là những phần tử khủng bố gần như là những phần tử bị đầu độc bởi những cái tư tưởng độc hại của cái sự quyến rũ của tử khí mà chúng ta vừa nói. Hiện giờ thì chúng ta thấy rằng là thế giới không có một cái biện pháp để mà ngăn chặn khủng bố, bởi vì khủng bố thì nó giống như cái miếng nhân dừa, và nó sẵn sàng đụng với chán kiểu là những quốc gia Tây phương, những quốc gia tiến bộ. Và hiện giờ thì với cái phương tiện truyền thông và vận chuyển nó nhanh chóng như vậy, thì cái miễn dừa tức là họ chấp nhận để mà hy sinh
chấp nhận để mà nổ bom tự sát, thì cái điều kiện để họ tiếp cận với chán kiểu nhiều hơn, và điều kiện để họ gọi là đầu độc cái tư tưởng của giới trẻ dễ dàng hơn. Do đó hiện giờ chúng ta thấy vấn đề ngăn chặn khủng bố rất là khó khăn, dạ thưa anh. Vâng, trong một diễn biến khác, ông Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Hoa Lục, nói với ông Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, rằng sự tin tưởng lẫn nhau giữa quân đội hai nước vẫn tiếp tục được cải thiện, nhưng hành động sai trái của Mỹ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương và sự tin tưởng lẫn nhau. Ông nghĩ sao về mối bang giao Mỹ và Trung Cộng hiện nay, thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, ông Dunford, Chủ tịch Liên quân Hoa Kỳ, đã viếng Bắc Kinh hôm thứ Năm 17 Tây tháng 8 và sau đó sẽ đi Nhật. Trong cái vấn đề quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, thì chúng ta thấy hiện giờ là bên phía Mỹ rất cần Trung Quốc giúp để giải quyết vấn đề Bắc Hàn, tức là phải áp lực Bắc Hàn, và ông Dunford cho biết rõ như vậy. Còn nếu không thì giải pháp ngoại giao coi như thất bại và Hoa Kỳ có thể sử dụng giải pháp quân sự. Ngược lại, bên phía Trung Quốc thì họ rất khó chịu về việc mà Hoa Kỳ đã bán vũ khí cho Đài Loan hay là muốn giúp Đài Loan tự trị. Hoa Kỳ đặt dàn quả tiễn THAAD ở Nam Hàn mà cái radar của nó có thể rà lên tới Trung Quốc. Và Hoa Kỳ đang tuần tra ở Biển Đông áp sát vào những cái đảo nhân tạo của Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng ta biết là về phương diện kinh tế thì đây là hai nền kinh tế lớn nhất của thế giới, và hai nền kinh tế này nó quấn quyện lẫn nhau và nó cần lẫn nhau. Hiện nay thì Trung Quốc có lợi thế hơn Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ bắt đầu đặt vấn đề mà trừng phạt thương mại với Trung Quốc, như là vấn đề mà kiểm soát điều tra cái vấn đề mà Trung Quốc vi phạm những cái bản quyền trí tuệ. Chúng ta thấy rằng là Trung Quốc thì khi mà càng ngày càng vươn lên, càng trường lên thì muốn đẩy Hoa Kỳ ra khỏi ở vùng châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Việc ông Phạm Trường Long nói với ông Dunford cho thấy rằng bên phía Trung Quốc họ rất là nghi ngờ là một cái chiến lược nào rõ ràng của Hoa Kỳ, và họ có ý là đẩy Hoa Kỳ vào cái thế nếu muốn Trung Quốc giúp để giải quyết vấn đề Bắc Hàn thì cái sự nhượng bộ của Hoa Kỳ phải đủ lớn và đủ nhiều như Trung Quốc mong muốn, dạ thưa. Vâng, quay sang Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến viếng thăm Bangkok 3 ngày với mong muốn phát triển thương mại và lôi kéo Thái Lan về với mình trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Các chuyên gia nhận định chiến lược của Việt Nam khó có thể thành công bởi chính quyền quân sự Thái Lan ngày càng lệ thuộc hơn vào Bắc Kinh, nhất là về mặt kinh tế. Ông đã theo dõi chuyến viếng thăm này và có nhận xét gì không ạ? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, Việt Nam rất khó để lôi kéo Thái trong vấn đề Biển Đông, bởi vì lý do là chính quyền quân phiệt Thái hiện giờ là đang nắm thực quyền và toàn quyền ở Thái Lan. Ông vua hiện nay chỉ là bù nhìn so với ông vua cha trước kia. Và chính quyền quân phiệt càng ngày càng thân Trung Quốc, xa Hoa Kỳ. Trong khi đó thì quyền lợi để mà Thái đi với Trung Quốc thì rất là lớn. Thái đang thực hiện cùng Trung Quốc trong cái chiến lược một vành đai, một con đường. Như ta biết là con đường ray để mà xây từ Vân Nam đi xuống tới Singapore qua Thái và Mã, đó là con đường mà tốn kém với những số tiền tỷ rất là to. Ngoài ra, chính quyền quân sự Thái cũng muốn làm sống lại cái chương trình kinh đào Kra, là con kinh mà nếu xây được thì nó sẽ làm cho vịnh Malacca mà Singapore kiểm soát không còn quan trọng nữa.
và con kênh này trị giá để mà xây dựng khoảng trên 30 tỷ. Do đó chúng ta có thể nói là quyền lợi kinh tế giữa Thái và Trung Quốc quá lớn so với quyền lợi mà Việt Nam có thể mang gì về cho Thái. Hiện giờ Trung Quốc đang ảnh hưởng gần như là toàn diện cái khối ASEAN. Việt Nam là nước tương đối đơn độc trong cái vấn đề chống lại Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng muốn dùng Singapore để mà hóa giải cái khối ASEAN. Singapore là một nước hưởng lợi kinh tế từ Trung Quốc và hưởng cái dù an ninh của Hoa Kỳ. Việt Nam muốn kiếm đồng minh thì đồng minh Việt Nam nên tìm không phải là Thái Lan mà là Nam Dương hoặc là Mã Lai. Dạ thưa anh. Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnuoi.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị. Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên điều hợp. Vâng, xin nhận lời tránh Hải Nguyên. Thưa quý thính giả, trong chương trình Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này, chúng tôi xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các ý kiến, nhận định của ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Lực lượng Cứu Quốc, về phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 18 tháng 5 vừa qua là Cộng sản Việt Nam sẵn sàng đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ông Trần Quốc Bảo tham dự cuộc thảo luận này từ Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Vâng, xin kính chào ông Trần Quốc Bảo và cảm ơn ông đã trở lại với chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta hôm nay để tiếp tục thảo luận vấn đề đối thoại với Cộng sản. Vâng, xin chào anh Hải Nguyên và kính chào quý thính giả đã phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Thưa ông, tuần trước, khi phân tích về thực chất của cái gọi là đối thoại mà ông Võ Văn Thưởng tuyên bố, thì ông nhận định đây không phải là đối thoại, mà chỉ là sự giải thích và khuyến dụ những người mà ông Thưởng gọi là những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của nhà nước. Vậy, theo ông Bảo, thì tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại đưa ra vấn đề đối thoại vào lúc này, thưa ông? Thưa anh, theo tôi thì đây là một cách để mà xoa dịu dư luận quần chúng, đặc biệt là đối với một số đông đảo đảng viên, cán bộ mà số đông đều là rất là bất mãn trước những cái thảm họa đất nước đang phải gánh chịu, gần nhất là cái vụ Formosa, rồi gần hơn nữa là vụ Đồng Tâm xảy ra vào lúc đó thôi. Như đã nói thì đối thoại đây chỉ có nghĩa là giải thích và khuyến dụ để mà làm giảm đi hoặc là làm cái sự bất mãn vừa kể biến mất mà thôi. Có một số người thì cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đang lâm vào cái thế vô cùng khó khăn nên bắt buộc họ phải đối thoại để mà giải quyết vấn đề. Tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Lý do là vì Đảng Cộng sản Việt Nam chưa đến lúc đã phải chấp nhận cái sự nhượng bộ để mà ngồi lại nói chuyện một cách nghiêm chỉnh. Nói cách khác, theo tôi đó thì lực lượng đối kháng Đảng Cộng sản Việt Nam đó chưa đủ mạnh để mà buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải bước lùi đến mức chấp nhận đối thoại
Nếu chúng ta hiểu đối thoại là thương lượng để tìm một cái giải pháp, hầu giải quyết, tìm ra một cái biện pháp nào khả chấp cho cả đôi bên, thưa anh. Thưa ông, cũng trong dịp nói chuyện về đối thoại ngày 18 tháng 5, ông Thưởng có cho biết là Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ, theo lời ông Thưởng, quy định rõ ràng để từng cấp, từng ngành, từng cơ sở, từng đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mình và phương pháp trong trao đổi, đối thoại. Theo ông thì đang cố gắng để Ban Bí thư thông qua vấn đề này trong thời gian tới. Từ ngày 18 tháng 5 đến nay là vừa hơn 3 tháng mà vẫn chưa có tâm hơi gì về các quy định này. Ông Bảo nhận định như thế nào về sự kiện này, thưa ông? Thưa anh Hải Nguyên, theo tôi thì cái việc chậm trễ này là do bởi Đảng Cộng sản Việt Nam xem đây không phải là về công việc ưu tiên mà Đảng phải giải quyết ngay. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đương đầu với rất là nhiều vấn đề nhức đầu, và có thể ông Nguyễn Phú Trọng, ông có những cái ưu tiên công việc cao hơn như vụ thanh trừng tham nhũng, đấu đá nội bộ chẳng hạn. Và chậm trễ cũng có thể là do cái tình trạng sức khỏe của ông Đinh Thế Huynh. Có tin là ông Đinh Thế Huynh đã bị bệnh ung thư, phải qua bên Nhật chữa trị, và hiện tại thì đang tĩnh dưỡng ở Phú Quốc. Cái tin này thì có thể tin được. Và trong tình trạng như vậy thì công việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng, mà trong đó ông Đinh Thế Huynh là trưởng Ban Bí thư, nó bị đình trệ, cho nên cái việc mà soạn thảo cái gọi là những ấn định quy tắc này nọ thì nó có thể bị trễ nải. Thế nhưng mà cũng có tin là do bởi ông Võ Văn Thưởng bị đầu độc vì có sự tranh chấp nội bộ. Theo tôi thì có nhiều phần chắc đây là cái tin vịt mà Mỹ nó thường gọi là fake news đó. Bởi vì cách đây chỉ hai hôm thôi thì ông Võ Văn Thưởng đã tham dự buổi trao giải thưởng về cái gọi là cuộc thi viết sự hy sinh thầm lặng ở ngay tại Hà Nội. Ông ta đã tham dự, đã phát biểu, đã trao giải thưởng và một cách công khai, báo chí đăng tải, TV quay hình. Cho nên tôi nghĩ là cái tin đồn cho rằng ông bị đầu độc và bị loại khỏi chiến trường của Việt Nam thì là loại tin vịt mà thôi. Vâng, theo ông thì lúc nào và trong điều kiện gì Đảng Cộng sản Việt Nam mới chấp nhận có đối thoại thật sự, thưa ông Bảo? Thưa anh Hải Nguyên, nếu như chúng ta đồng ý đó, xem đối thoại là một sự thương lượng giữa hai bên, giữa hai lực lượng để tìm một cái giải pháp giải quyết một vấn đề chung, thì cái vấn đề chung đó phải là đối với Đảng Cộng sản là duy trì cái ngôi vị lãnh đạo độc tôn và duy nhất của Đảng. Còn đối với cái lực lượng đối kháng đó, thì vấn đề đó là phải có một cái thể chế chính trị dân chủ, pháp định, hiến trị và đa nguyên tại Việt Nam đó. Thì tôi thấy vấn đề đó là vấn đề vô cùng quan trọng, và Đảng Cộng sản Việt Nam ngồi vào đó để thảo luận có nghĩa là chấp nhận một cái giải pháp để từ bỏ quyền lực và bổng lộc mà họ đã có trong thời gian bao nhiêu năm qua và trong hiện tại nữa. Thì cái điều kiện để họ có ngồi lại một cách nghiêm chỉnh, thảo luận một cách công khai và rõ ràng, không phỉnh gạt, không tráo trở như cái thủ thuật họ thường áp dụng, thì họ phải ở cái thế yếu, nếu không muốn nói là họ phải ở cái thế thua. Hay nói một cái khác đó, là lực lượng đối kháng phải đủ mạnh để đẩy Đảng Cộng sản Việt Nam lùi đến cái mức độ họ phải chấp nhận như vậy. Tức là cái lúc mà lực lượng đối kháng phải có được cái sự hậu thuẫn của đông đảo dân chúng Việt Nam. Và cái sự hậu thuẫn này phải thể hiện một cách công khai, thể hiện một cách mạnh mẽ, như là dân chúng Ba Lan dưới sự lãnh đạo của công đoàn đoàn kết đã biểu lộ, đã thể hiện rõ ràng trong cuộc cách mạng công đoàn ở tại Ba Lan năm 1989, hoặc như dân chúng của Tiệp đã thể hiện trong cuộc cách mạng Nhung năm 1990 ở tại Đông Âu. Gần hơn thì nó phải thể hiện như là dân chúng của Tunisia, của Ai Cập trong cái gọi là cái cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập cách đây 7-8 năm. Thưa anh, còn cái câu hỏi là bao giờ thì cái cuộc đối thoại như vậy nó sẽ diễn ra đó, thì tôi nghĩ là nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, mà trong đó cái yếu tố quan trọng nhất là đông đảo dân chúng Việt Nam phải ý thức được những thảm họa của đất nước do Đảng Cộng sản gây ra, và phải tích cực dấn thân tham dự vào cái cuộc thay đổi vận mạng của đất nước mình. Ngày đó
Thật rất là khó đoán trước được bao giờ nó sẽ xảy ra. Nếu có một điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tin được đó, thì dù chậm hay là mau, thì cái ngày đó nó chắc chắn sẽ đến với dân tộc Việt, thưa anh. Vâng, cảm ơn ông Trần Quốc Bảo đã dành cho đài qua 2 kỳ hội luận. Xin hẹn ông vào những buổi hội luận khác của đài. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Kính thưa quý thính giả, theo chiều dài của lịch sử Việt Nam, các danh tướng Lam Sơn cả đời xông pha trận mạc, chiến đấu oanh liệt, vì nghĩa quên mình để cứu dân cứu nước. Trong số đó có một võ tướng thường cầm quân xông pha trận mạc trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm phương Bắc, dựng lại ngọn cờ tự chủ cho dân tộc. Qua chuyên mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Danh tướng Trần Nguyên Hãn của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Trần Nguyên Hãn sinh ra và sống ở xã Sơn Đông, nay thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông thuộc dòng dõi Tôn Thất nhà Trần, là cháu của Thái sư Trần Quang Khải và là cháu nội của Đại Tư đồ Trần Nguyên Đán. Sau khi quân nhà Minh xâm chiếm nước Việt, ông gánh dầu đi bán khắp nơi để tìm và kết giao với những người có khả năng và ý định chống giặc. Năm 1420, Trần Nguyên Hãn theo Đức Nguyễn Trãi đầu quân dưới cờ Lam Sơn. Cuối tháng 10 năm 1426, Trần Nguyên Hãn theo Đức Lê Lợi đánh ra miền Bắc. Đợt công phá thành Đông Quan ngày 22 tháng 11 năm 1426, Đức Lê Lợi chia quân thành 3 cánh. Một cánh do Đinh Lễ chỉ huy gồm 10.000 quân tấn công vào cửa Tây. Cánh Trung quân do Đức Lê Lợi đích thân chỉ huy tấn công vào cửa Nam. Cánh Thủy quân tấn công vào cửa Đông được giao cho Trần Nguyên Hãn và Bùi Bị. Trần Nguyên Hãn đem 100 chiến thuyền đóng ở Đông Bộ Đầu đánh phá quân Minh. Mặt khác, quân Lam Sơn quyết tâm hạ thành Sương Giang trước khi quân Minh đưa quân tiếp viện vào đất Việt. Thành Sương Giang là một thành lớn rộng 25 hecta, án ngữ ngay trên đường từ Quảng Tây tới Đông Quan, chỉ cách Đông Quan khoảng 50 km là vị trí trọng yếu về quân sự, nên trở thành mục tiêu trong kế hoạch tấn công của Đức Lê Lợi. Quân Minh quyết tâm cố thủ, các tướng giữ thành là Lý Nhậm, Phó tướng Kim Dận, Tri Phủ Lưu Tử Phụ, Cố Phi Phúc, Lưu Thuận, Phùng Trí và Lý Nhậm. Đức Nguyễn Trãi đã hai lần viết thư chiêu hàng và đưa Thái Phúc, tướng Minh giữ thành Nghệ An đã đầu hàng, tới chân thành để thuyết phục đầu hàng nhưng đều thất bại. Các tướng Lê Sát, Lê Triện, Nguyễn Đình Lý, Lê Lãnh, Lê Thụ thay phiên cầm quân tấn công thành Sương Giang nhưng đều không có kết quả. Tháng 9 năm 1427, Trần Nguyên Hãn lãnh nhiệm vụ chỉ huy công thành. Ông cho đào công sự từ các khu rừng lân cận, đào hầm ngầm từ ngoài vào bên trong thành, tiến hành nội công ngoại kích với sự phối hợp của quân đội đã lọt được vào bên trong. Đêm 28 tháng 9 năm 1427, chưa đầy một canh giờ, Trần Nguyên Hãn đã chiếm thành, toàn bộ quân giặc trong thành đều tử trận. Lý Nhậm và Kim Dận đều tử sát. Thành Sương Giang thất thủ, 10 ngày sau, đại quân tiếp viện của tướng Liễu Thăng mới tới biên giới Việt Trung. Khi hay tin thành Sương Giang đã mất, quân Minh tập trung quân trên cánh đồng trống, cách thành khoảng 3 km về hướng Bắc. Xung quanh là làng mạc, đồng ruộng, những ngọn đồi thấp. Trận tổng tấn công bắt đầu ngày 3 tháng 11 năm 1427. Trần Nguyên Hãn làm chủ tướng, quân của ông chặn được đường về của đô đốc nhà Minh là Thôi Tụ và chặn đường tiếp tế lương thực của giặc Minh. Liễu Thăng bị tướng Lê Sát chém chết tại ải Chi Lăng. 10.000 quân Minh tử trận tại Gò Mã Yên. Binh bộ thượng thư Lý Khánh tự sát. 10.000 quân Minh bỏ thay tại Cần Trạm. Hàng ngàn quân Minh bị tử thương trên đường đi từ Cần Trạm đến Phố Cát. Lương Minh chết khi vừa nhậm chức tổng binh được 5 ngày, còn Thôi Tụ tử trận khi nhậm chức được 20 ngày.
Tại Đông Quan, sau trận chiến trên cánh đồng Sương Giang, Vương Thông vẫn chưa chịu nghỉ qua, dốc hết quân còn lại trong thành, công kích ra ngoài nhưng thất bại, bị ngã ngựa và suýt bị bắt sống. Đến khi quân Lam Sơn đắp hai chuyến lũy chắn ngang cửa nam và bắc của thành và nhận liền bảy bức thư của Đức Nguyễn Trãi với những lời lẽ vừa phân tích, vừa đe dọa, vừa tỏ thiện ý, Vương Thông mới chịu nghỉ qua và chấp nhận tổ chức một hội thề chính thức, tuyên bố rút quân về nước. Hội thề này về sau được sách sử gọi là Hội thề Đông Quan, diễn ra vào tháng 12 năm 1427 tại phía Nam Thành, bên bờ sông Cái. Khi Đức Lê Lợi lên ngôi, phong cho Trần Nguyên Hãn chức Tả Tướng Quốc, Bình Chương Quân Quốc Trọng Sư, Khu Mật Đại Sứ, chức vụ lớn nhất ở Khu Mật Viện. Sau khi Trần Nguyên Hãn mất, ông được nhiều làng ở Sơn Đông và các vùng xung quanh lập đền thờ, đề tên Tả Tướng Trần Nguyên Hãn. Đền này được xây ngay trên nền ngôi nhà cũ của ông. Tên Trần Nguyên Hãn được đặt cho nhiều đường phố tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu và Sài Gòn. Đặc biệt tại công trường Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành Sài Gòn có tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn cưỡi ngựa có chim bồ câu trên tay. Trần Nguyên Hãn được tôn là thánh tổ binh chủng truyền tin của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã sinh ra nhiều văn thần võ tướng được ghi vào sử Việt. Hiện nay cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài cộng sản cũng đã và đang xuất hiện nhiều anh hùng và anh thư của nước Việt. Do đó chúng ta có thể tin rằng cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam cũng sẽ thành công giống như cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, vì cùng là cuộc chiến giữa thiện và ác. Chính nghĩa bao giờ cũng thắng hung tàn, tuổi trẻ Việt Nam luôn ghi nhớ hai câu thơ trong Bình Ngô Đại Cáo: lấy chí nhân thay cường bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn.